con chào chú Thương binh Việt Nam Cộng Hòa Tăng Văn Hùng, con là Vân Kim hát cho đồng bào tối Mỹ, con gọi về con thăm sức khỏe chú Hùng, chú Bình chứ Tăng Văn Bình, dạ chú Bình, chú Bình con lộn. Chú Bình ơi, làm ơn giới thiệu cho con ngày xưa chú lính đi lính tên họ đầy đủ là gì? Quân Tăng Bình, quân 35637, binh chủng, nghĩa quân quân. Rồi chú bị thương phần cơ thể nào trên người chú ơi? Gãy tay bên trái, gà lò ba diễn diễn. Năm mấy chú? Năm 73. Dạ rồi rồi. 73. Rồi rồi chú Bình ơi, hôm nay con có thay mặt cô Christy Nguyễn, Christy Phạm, gửi về ỷ lào chú 100 đô la Mỹ Kim. Con xin phép hỏi chú đã nhận đầy đủ 100 đô la Mỹ Kim chưa chú Bình? Con nhận rồi con, nhận đầy đủ rồi. Rồi rồi chú nhận rồi, con mừng nha chú Bình nha. Rồi con cảm ơn chú, đó là quà của cô Christy Phạm gửi về tri ân chú là một người lính chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam và đã bỏ lại phần thân thể trên chiến trường cho thành thương với binh Việt Nam Cộng Hòa. Con xin thay mặt cô Christy Phạm riêng con quý đồng bào ở quê nhà và hải ngoại cảm ơn chú là người lính Việt Nam Cộng Hòa và kính chúc chú sống vui sống khỏe bên người thân và gia đình, và cảm ơn chú nha. Rồi chú Bình ơi, chú Bình có lời gì muốn nói với cô Christy Phạm không? Chú nói giùm con đi, chú nói một chút sức khỏe gì. Rồi để nói là chào cô Phạm, cô gửi món quà xin cảm ơn khác, chúc khỏe cho cô mình gọi gì thôi rồi ha. Dạ dạ rồi 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 rồi, con sẽ chuyển lời lại giùm chú rồi. Cảm ơn chú là lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Rồi con chào chú nha. Dạ 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 rồi rồi chú dạ.